thì thấy dít cài phụ. Đó, vừa rồi anh chị đã xem một số cái clip trong vườn mai Úc Đực, cảnh ảnh làm vườn ha, rồi, ghép mai cây ha, rồi mình kiểm tra lại những cây mai ghép. Cái đất nó khô á, đất nó khô lại rễ khô à, nên là nó khô cho dốt dốt này để hai ba ngày vô cũng được. Vườn của ảnh còn đang rất nhiều những cái cây mà chổng khu nè nè. Chào anh Úc Đực nha. Ok. Mấy cây này sao mà nó lăn lóc dưới đất vậy anh? Cây này họ chung là về hôm nay rồi, hôm nay nó khô rồi nè. Cây ở vườn hay cây khách hàng hay sao đây anh? Cây của nhỏ cháu nó gửi nè. Giờ này thôi cây nó khô rồi, giờ công việc mình nó cũng hơi ổn chút xíu rồi, thôi không mình làm vệ sinh cây mai luôn, mình tạo dáng đồ, mình cải đất đồ. Thấy cái này nó có vẻ nó hơi suy suy đúng không anh? Đúng rồi, cũng có một hai cây hư đây. Cũng đang cố gắng với xíu sao với cây mai vàng nó bị hư, mình dễ cứu lắm. Trời ơi, anh chị nè, coi nè. Cây mai vàng nó hư tháo kẽm ra là nó đứt hết trơn luôn nè. Đó, tháo kẽm ra là đứt hết trơn nè, nhánh nó nè. Mình dẫn lúc nào thì mình làm lúc nãy cây mai này nó cũng không có đòi hỏi gì, cái sự này kia mình thấy lúc nào mình phải tẻ thì mình làm nhiều cây rồi làm tới tối mình nghỉ rồi mấy thôi để năm mai làm nữa cũng được, thôi giờ làm được cây nào hay cây nấy. Ủa còn cái cây bữa trước sao? Cây bữa trước mà bị suy đâu mất tiêu rồi anh. Đây tao chỉ cho. Bữa bỏ nó khô quá đi, khô quá tôi mới vô. Đấy, bông mai vừa cây nào anh? Đây. Bữa để trong góc mà anh chị nhớ không? Ờ, để trong góc đây rồi ngày cách 2 ngày cái nó khô quá đó, tôi mới lấy vô đây cũng chưa. Trời, anh hẹn người ta chưa kịp quay hết. Vô mà chưa chung là mình chưa tứ tắm hết. Chưa tứ tắm. Không biết cái cây này mà bữa anh xử lý như thế nào nữa. Chung là bữa đây không có mình vô, bữa đó mình cải ra sao mình vũ lại sơ rồi. Mình đôn lên cây này, cũng phơi khô bữa tứ cho đấy nè, thấy không? Tiệt hết rồi nè. Có nhánh nó bị hư nữa nè. Tiệt hết rồi. Chưa có tỉa tắm gì trơn nè, mới vô là để cho 1-2 ngày cho nó rút nước lần tại vì mấy bữa hôm nó héo rồi quá. Thôi cây này coi như quay trễ rồi, thôi mình tiếp cây này đi anh. Tiếp cây này đi. Cho mọi người xem tiếp cây này ảnh sẽ xử lý như nào bỏ, anh chị. Chứ bỏ lâu quá cây mai nó hư. Nó khô dữ lắm rồi. Đây. Thôi sẵn mình làm cái này nè, mình làm cây này mình bỏ chậu luôn nha. Rồi bỏ vô chậu luôn. Đúng không? Dạ. À, mình bỏ chậu luôn. Anh đang ngồi dưới một cái cây bự nhất vườn. Mình đang tạo dáng nha. Giờ trước khi mình làm anh vừa làm mình có thể vừa nói về cái tình trạng cây này không anh? Không, cái cây này nó ngay, cây này là cũng chung là bứng hơi lâu thôi. Bứng chắc cây này bứng mình nghĩ chắc cũng phải là trên 20 ngày rồi. Anh nhìn vô đâu anh biết? Tại vì mình thấy cái cây này mua về nhỏ cháu nhựa hả? Nó mua về nó muốn lên nhựa đây. Kéo nhựa. Với cây này sao nó vô chậu lớn quá, với người ta vô dạng người ta trồng mà không có trồng mà để nguyên bộ đất có trồng đó. Họ tứ cây nó bị tụ cây. Giờ mình phải nhổ ra hết vậy nè. Rồi mình làm lại cho nó gọn là mình bỏ chậu mình trồng. Chứ giờ mình để nguyên đất rồi nữa cái chậu bự quá mình khiêng đâu nổi. Đó mình trồng mấy chậu mà. Thành ra bây giờ mình phải làm lại hết. Mình làm cho cây nó gọn lại, cho cây nó đẹp lại. Vậy này anh khụi hết đất ra luôn ha? Cái này mình bỏ không phải nói với là phải 70%. 70% đất khụi hết luôn. Mình chỉ lấy trong cái ruột thôi. Cái này người ta xài đất cục thôi. Với cái cây đã ngay, cái cây này cũng khỏe lắm. Thật sự mình thấy cây này, cái đất này nó đẹp. Sao để anh cắt sâu dưới à? Sao không để nè, dưới cây bự về anh cắt về là mình phải cắt sao, tại cái chậu mình thấy không, cái chậu mình nó đâu có nó đây, nó ở trên nó to dưới nhỏ và mình phải cắt theo cái chậu cắt theo cái chậu luôn đúng không, mình cho nó bát cái đó vô cây mới nó, nhiều khi bên đây 10 xuống đó cũng còn 10. Rồi mình không cắt dài mà cũng không cắt ngắn đúng không, cắt cho tròn để tôi làm cho coi chúng cây tròn quay thấy hương đó. Là anh cắt là theo cái chậu anh vậy ha, theo chậu này anh vô chậu mấy? Chắc cái này mình vô chắc không, nó tối thiểu lắm mà để không biết con lấy cái thước quý xèo quá. Ô cái này phải vô chậu chín đó quá, có đâu chín đâu, chín này này maximum lắm mà là lọt lòng rồi, chắc có nặng lắm mà 70 là 80 mà dễ gì này, chắc chừng 65-75 mà vừa rồi. Cây cho cây càng bốp càng nhỏ cây lên hiện tại của nó là mỗi bên là 40 đó nha mọi người. Này để mình đo thử cái này nó qua nữa kìa. Đó, thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Cái này không phải nói nó cái bầu nó phải 100 nè.
Thấy không, mình cắt mình bỏ một khúc nè, thấy chưa? Rồi. Này dài là không, không đúng không? Cả trăm không? À. Đúng không? Rồi. Bây giờ cây mai này giờ mình cắt mình bỏ tới đây, giờ mình lấy từ bên đây qua đây đi. Để mình thử rồi nè, rồi kéo thử rồi quý, giờ lấy từ đây đây. Chắc lấy 60 đó. Chắc lấy ở sao 60 đó, 60 là phải là mình vô ấy lắm, mình vô 70. Khoảng tầm 60 tới 70 á. À là 70 đó. Rút lại. Mình vô 70 đó. Ừ, dạ. 70 đó thành 80. À. Tại mình tính mình tính lọt lòng mình tính 70 đó. Lấy chậu 8 ha. Ừ, mà chậu 8 đó. À. Tại cái cây này gãy nó nhiều, cây này ít, nó vô 60 à. Tại gãy nó cái gốc này thì nó chưa suy lắm phải không? Không, chưa lắm. Cây bên kia nè mới đúng rồi. Cây này vẫn còn ngon ha anh. Vẫn còn ngon, nó lâu quá mượn nhựa ra đó, mà tại vì bắt buộc mình phải làm gì. Mình đâu có để được. Chứ về cây mai mà để tự nhiên vô vậy mình đâu có cách nào mình kiểm tra rễ thử nha anh chị nha, rễ non đó nè. Mình đâu vô chậu. Vẫn còn có màu sáng ha. Rễ non vẫn còn màu sáng. Mà dư cái mai này cái lượng rễ nhỏ nó nhiều lắm. Thành ra mình làm mình cũng tự như chung mình tự tin á. Nó khó hư lắm, phải vừa khó hư lắm. Anh móc nó được ra được mấy ngày rồi? Móc ra chắc ngày hôm qua súng nhau nhìn nó khô rồi đổ rồi với cái cây nó người ta trồng trong bồn đó mà. À. Còn tủ sẽ vừa lên nè. À. Nó bự quá làm đâu nổi, móc tại chỗ luôn rồi. Có nhiều anh chị hỏi là khi mà mình cứu con cây mai suy á, móc ra hết vậy mình có nên tưới tắm rửa cho nó ướt không? Cho nó không, nói chung là mình để nhiều khi không có nói với mình, khi mình để khô khi một ngày nữa. Ừ, khi để khô một ngày đó rồi mình vô là tưới một lần một. À. Tưới một lần là tưới rồi kêu chảy chậu á, chứ không phải mà tưới sơ sơ. Khi vô xong mình mới tưới đúng không? À, còn người lúc mà đang làm là mình không, để khô không. Rồi hả? Đúng rồi. Nó tưới ướt nhẹp sao mà làm được. À. Để khô vậy. À. Mà dưới cái mai mà nằm đất như vậy là còn nói chung là nó còn sáng lắm. Lúc mà nếu mà mình đang làm vậy mà mình tưới tắm nó xịt nước nó nhiều quá có khi nào cũng bị nghẹt mạch không? À, ông chứ nó đang làm vậy mình không nên tưới nước nói chung là mà vừa dơ mà nói chung mà là không hiệu quả gì. À, đó. Còn mình làm vậy là sạch sẽ nè, rồi bỏ một chậu, rồi mình kê ngay ngắn đàng hoàng, rồi mình tưới một lần một. À. À, rồi mình tưới một lần xong rồi biết sao ngày mai là mình kỹ đó. À. Mình lấy áo rồi, hay là cái gì đó. Dạ. Rồi mình cho mới lỡ. Đó, em vừa trả lời câu hỏi cho một số lại bạn cho nó mát cây. Bình luận ở dưới ha. Chứ hỏi cây mai cái gốc đâu có lớn đâu mà vô chưa để bầu bự quá, cây mai cũng đâu có lên được. Cũng như mấy rễ là dinh là mình phải đốn vậy nè. Cây này nó còn chưa bự lắm á, cây bự là mình có khi nào mình xài xe nâng không anh? Có chứ, cũng có xe nâng với là bự rồi mình làm tay không nổi rồi mình dùng xe nâng thì cũng có một hai cây dùng xe nâng á. Nhiều khi mình làm dưới đất này sao sợ nó bị dập rễ không? Nói chung mà mình làm cũng biết cách, nói chung là hồi nào giờ là bên nào là mình làm là mình rất là nghiêng. Cái này về rễ cám nhiều anh chị thấy không? Cái này rễ khỏe lắm. Rễ nó còn này còn chung cái dòng mai này rễ khỏe sáng. Mình có bôi keo vô cắt không vô? Không, biết sao không? Để nói cái vụ mấy cái mặt là mình cưa đây. Mình keo thì khi không phải nói nó còn hư cây thì. Tại mình vô đây là cái cho trấu mình là đã nó trùm hết cái vàng rồi. Là tự động nóng rồi nó ra nhựa, còn mình bôi keo thì khi nhựa ra lâu. Ừ. Không cần bôi gì đó, là bôi keo là bên đây thôi. Đây đây mình kỹ là bỏ keo đây đừng để cho nó khô đầu. Còn dưới đây là mình khỏi cần keo. Mốt nó dính vô mấy cái chất trồng phải không? Đây là khỏi, còn này để vô là cái chỗ trấu mình nó nằm trên đây rồi, nó mát rồi. Trong vòng 10 ngày là thấy trên đây là kéo nhựa lên liền. Chúng vẽ ra đủ thứ thuốc trên đời. Ừ. Còn mà cái này mà mình vô chậu mà trong vòng 10 ngày 15 ngày mà cái đầu này nó không lên nhựa là cái mai là có vấn đề. Ừ. Còn đây là có chuyện. À, anh chị xem cái clip mà mình thấy có thắc mắc chỗ nào cái mình cứ mạnh dạn mình bình luận ở dưới nha anh chị. Cả nút sẽ trả lời hết cho mọi người nha. Thì mình biết cái gì mình chỉ đấy chứ mà đâu có giấu giếm làm cái gì. Thì thuốc men cũng vậy, nói chung là mình không có xài thuốc gì hết á, thật sự. Vô cây bất cứ cũng vậy, không có xài bất cứ thuốc gì. Nhiều khi mà nói cho vui chơi với vậy cái mình tứ làm cái mình giao trời tứ rồi. Cũng không tứ làm cái này sao? Nó cũng nhẹ không quái
tại cây này dạng cây khoai này nó đâu có lá lúi thì với cây mai gặp cây mai yếu nữa mình tưới càng tưới ướt là càng chết đấy, nó đâu phát triển gì đâu, đâu phát triển gì. Đây là một cây mai vàng nha anh chị. À, mai vàng hiện tại của nó là cao tầm khoảng cỡ 90. Cái bầu cũ của nó là 1 mét, giờ thu lại còn 60. Đất ở dưới ngay. Thì lúc nào mình cũng cắt đây cho nó bằng. Cái mai này mai Tân An hả? Mình cũng không biết là nhỏ cháu nó mua ở đâu mang gì đây, mình cũng không có hỏi nữa. Thật sự là vậy. Mình cũng hỏi mua cây mai chỗ nào nữa. Miễn sao về mình làm ngon là được. Đúng rồi, quan trọng là về làm cho lên. Nói chung cây mai lên có nhiều bệnh mừng. Cắt một bộ, cắt miền Tây. Thiệt. Đây. Nó lên là có những cái mừng lắm. Nó chứ là cái người làm cây cũng vậy, như cầu trời thánh Phật sao cho lên cho đẹp. Rồi Tết cây mai bóng đẹp. Rồi khách hàng nó có nụ cười, mà có người mình thấy nó vui. Rồi Tết mà vô cái vườn nó éo heo là... khách hàng nó phải nói bậy với nó lầm bầm mình chịu cũng không nổi. Tết nhà có cây mai nhà nó vui cửa vui nhà. Đúng rồi đó. Như cái này là em phải cắt nè, không? Ừ. Sao không vui xuống dưới là nó em phải cắt nha. Cho nó liền. Để vô chỗ có cấn. Cấn nằm nghiêng cây mai luôn á. Để cây mai nó ngay tại vì cũ người ta tạo dáng rồi mình không có tạo được. Nữa. Chứ cái cây này của chú là phải xả đó rồi. Mình không lấy nữa. Đây, cứ lấy cái bầu cho nó tròn luôn nha anh chị ha. Dịch sử là kể này đó là cây mai tròn u đó. Tại cháu nó không biết nó mùi vậy, chú không mùi đâu. Tại chú mua là phải nằm còn dưới đất kìa. Mua là anh phải kiểm tra ha. Đúng rồi, xuống tận nơi mà dòm dưới đất coi cây mai như thế nào kìa, cây mai có giá trị nó lớn hay không. Phải mua cây mai cực khổ lắm mình. Mình là còn cái đế hay không? Tao có cây mai chỉ là đứng dòm là biết như cây mai cái giá trị nó như thế nào rồi. Nó quen rồi. Chứ mình đâu có dám cãi khi chúng ta người ta la. Mình chỉ thấy cây mai là mình biết đẹp hay xấu à. Được rồi, được rồi. Ở dưới nó đẹp là ở trên nó đẹp nữa. Ừ, đúng rồi, cây mai mà sáng tài á. Mình chỉ dòm thấy là tự nhiên cây mai nổi lên liền. Còn cái mai nó không sáng tài thì nó dòm cái máy kỹ lắm. Còn kiếm chi kiếm danh phụ kiếm cái chậu đi. Xong cái nào trồng liền cái đó hay trồng cái này luôn mới trồng cho. Giống rễ mà nó không đều luôn. Là một bên đó là quay móc nó ra cành nó cũng không đều luôn. Kiếm chậu 65 á. Lấy cái này có hai chậu á, nó danh bữa con xin đâu cho ngân hàng cho đó. Lấy hai cái 65 nó vô á. Chứ cái mai này á, hay bị chú là chỉ dứt cái dục, lấy cái này nè, lấy này làm đỉnh nè. Dứt luôn. Tại vì mình nó cắt cũ quá mình không dám làm. Mình xử đây nè, là cây trai mà trại cây mai cái trồng phải nó trồng cây mai nó có độ nghiêng. Còn không xử là mình xử đây chút, phải trồng giờ phải trồng. Mà giờ nó ngắn quá, nó cục quá anh. Đúng rồi, không, bây giờ không xử nữa. Xử nữa nó hư. Nó cục quá rồi. À, tại vì sao nó lâu quá nó lên nhựa nè. Cái máy lên nhựa nè, em thấy lên nhựa không? Nè. Rồi. Chứng tỏ là cái máy này sống. Nè, con thấy không? Thấy lên nhựa không? Sưng luôn đó. Nhựa lên ra chưa? Đó, vài bữa nó đây mày lấy cái áo mình trùm lại vài bữa lên nó lầu lên cao là bắt đầu nó sẽ nứt mặt. Ừ. Thương như vậy mình đâu dám xử nữa. Để luôn. Không.
Ừ, kêu kêu danh phụ. Này quá trời gốc nè anh chị ha. Đó. Thành ra mình đẩy luôn. Nhiều khi mình đẩy mấy nhánh này á. Danh. Mày bỏ mày phụ cái mai cái danh, vô phụ chậu cái. Khỏi để quậy trời, để quậy đi. Để con để đó Quý. Để cho nó bằng á. Để quậy quậy ấy được, còn mình còn giờ nữa mà. Còn đổ cho giác cái mày ra anh. Cái cây phía sau của ảnh mà thay chậu là hơi bị nhọc á. Cẩu cẩu mà. Chậu nó chậu 2 mét lận. Rồi mình tiếp tục xem ảnh sẽ xử lý cái cây này nè anh chị. Cây miền Tây gửi, miền Tây gửi, miền Tây gửi trở lên gửi đó. Cho sẵn cái chồng vô đây ha. Chậu cho nó cạn cạn ở dưới đây, sâu sâu ơi, đừng có cho nó cao. Nó chuẩn bị chồng vô này luôn đó. Ở vườn á, anh Út Đực thì anh chỉ thấy hai anh em khiêng anh làm cây rất là nhìn có vẻ rất là đơn giản anh chị ha. Để không kéo chậu đây, cái đây buông cái này quý. Kéo xuống mình đi chút, lấy đôi phan vô đây, đâu vừa lấy cười quý, lấy cười. Mấy cái công ty mà bán keo với là thuốc là gặp chú Út là khóc thét, bán không chạy. Chú mày mua ra keo Việt Tiến 30.000 hũ trét năm chưa hết, còn người ta mua keo Nhật, keo Pháp gì đâu tùm lum cực khổ. Mua hũ keo 30.000 trét nửa năm. Màu đen màu đỏ rồi đó. Đúng rồi, mất tiền ship keo rồi. Như là quyền linh. Đúng rồi, ship keo 500-600.000 cả triệu bạc. Nói chung là quan trọng mình làm được cái bầu nó khỏe, cây mai nó khỏe hay không. Chứ đừng nói mà cái trái keo mà liền thẹo không có đâu. Thiệt, không có vụ đâu. Cái cây mình khỏe nó mới ra nhựa, không khỏe sao ra nhựa được. Cái này mồi bớt ra luôn. Mồi gì? Đâu có cần mồi càng ít gì đâu. Mồi bớt ra. Dạ rồi. Chờ đứng lên. Đó, anh chị để ý cái thân của nó là nó phải ở giữa ha, còn cái rễ của nó này chung một bên cắt con bên nhiều bên thiếu ha, thôi thiếu bên này một rễ xíu ha, đợi mai mốt của nó sẽ chút. Bám rễ con ra. Tại vì mình cây này cái hơi ngã vì mình trồng đứng hơi sượng cái rễ chút, không sao, chút lấy một gạch để đây là ok. Mình vô mình trồng mai là rất là đơn giản à. Không chú có chú trộn rồi hay là mua trộn, mua gì trộn. Ừ. Này nãy nói tỷ lệ này nhiêu đó, hồi nãy mình nói hồi nhà sớm đó, hồi nãy ở nhà bà xã mình trộn đó, mà đừng bà mà trộn sao dám trộn nhiều được, cứ mình đi cho dễ hiểu đi, cứ hai bao trái đen à. Hai bao sợi dừa, bao trái sống à. Mà để vô là mà trộn thôi, 2-2-1 rất đơn giản. Rất đơn giản, khỏi cần gì tự động cái máy lên nè. Mới quan trọng là mình giữ được cái cây hay không. Cô hứa cháu nó mua to cũng có mà nhỉ, gốc cái không chú cái nào làm được à. Chú là cái nào làm được, đen cho gì cái nào làm cũng được hết đó. Ừ, mình không có chê bai mà vụ mà kén chọn cái vụ cho. Cho máu thành đất luôn ha.
Đúng rồi, giết năm 1-2 năm mà 10 năm với cây mai là sáng mai 14 năm, thấy không, hai chậu không, phải không? À. Nó ăn rễ hết trơn luôn, nó bám sạch nhất không còn gì hết. Mà cho nhiều quá nhiều khi cái cây nó bị mặn không hay là sao? Nó bị không, nói chung á, nhiều khi nói cho là bốn trồng nó chết. Không nói chứ mà mình cũng không phải nói. Mình tứ nước đầu nè, xả sạch sẽ. Tứ cho nó. Tại mình tứ là thủng tích mà. Thủng tích luôn. Chứ đâu có tứ mà chẹt chẹt chẹt. Tứ mai là tứ thủng tích. À. Thấy nước chảy giọt giọt giọt. À, tứ mai tứ chảy nước chậu. Chứ mình đâu có tứ mà chẹt chẹt cho tơ đen cho mặn cho kiết gì với hồi giờ bên kia mình cũng ít. Có hồi xưa mình mới ra nghề á thì nói mua trúng cho lò bún á. Cho to á là cho muối rồi nóng muối rồi là gì trồng cây chết mình cũng không biết sau này xuống tại mình không biết là nó chết à thật sự là vậy nó mặn quá anh người nói trời mặn chết tại vì mình không phải đâu tại mình không biết làm cái mai nó mới chết à chứ mình không có đấu thừa mà cho hay là gốc yếu gốc yếu gì tại vì mình cây mình muốn cây đẹp đàng hoàng sao tại vì mình trồng hư tại vì mình không biết làm chứ đâu phải mà nói cái này kia gì hư với tại vì mình loại cây mai này mình không phải nói mình vô là mình tứ nó xả hết trơn nó dễ cứ ngắt rồi mình chừa cái ruột này trong rồi dặn đất nó giữ độ ẩm rồi nó khó hư với nghĩ cây mai này thấy nằm khi nó nằm dùng nước mặn không nó có chết đâu không mà nói sự thật á nó cứu nó lên khỏi nước mặn rồi mà nó chết là lỗi định mệnh thôi đúng rồi đồ quỷ đây đó trồng vô là thấy nó khác liền anh chị ha không tứ lên đẹp lắm nha tứ lên là nó liền lạc đẹp lắm nha thằng này sao nó vẫn có bị cái rễ nó dởn lên ha đúng rồi không sao lấy cục gạch để lên thôi à để cho mốt rễ con á nó ra giữa nó trùm lên là cấp xuống à không có gì rồi mốt mình cái từng mà mai mình thành phẩm ở đó mình sang qua cái chậu kia nó nhích hơn 5 phân vậy đó là nó cao hơn chút là ok à. Nó chỉ vậy thôi. Quá đơn giản. Không đâu có cần gì đâu mà khó khăn. Chỗ đó là nó lòi ra phía trên là mình chậm lại vậy cho nó mát ha. Đúng rồi cho nó mát. Vài bước ra nữa à. Ừ, khỏi keo, khỏi một keo luôn. Khỏi keo gì đó. Rồi giờ khâu cuối cùng ha. Hẹn anh em một tháng sau nha. Để đội thân thuốc và chuyện chiến đấu với đội chú Út. Hình như chưa, còn khâu cuối cùng tưới nước. Đây. Làm luôn làm nước. Thằng này chắc bây giờ phải cho nó ở chỗ cố định nào mình mới tưới nước ha. Thì để vậy mình tưới đi, mình để 1-2 ngày vô mình sắp cũng được, cũng có sao đâu. Để mình tưới cho nó dễ. Dạ. Ừ, cái nước tưới đi. Tưới luôn cho nó. Cho nó dễ cũng đâu có gì đâu. À. Này để đi mình để mình nói chắc thừa chơi từ hồi lấy cái mai về bữa lấy bữa chắc nay cũng phải cũng có 20 ngày hay Hoàng. Mười mấy 20 ngày có rồi ha. 2 tuần rồi. Chưa tưới nước mà. Nè mình không phải nói bởi sáng mới dặn tính nè thấy không là nè con mà không biết á muốn tưới mai là phải mấy cây bự phải môi cái gì nha à. Cái đất của nó còn nguyên si thấy không nó ủ như thế này nè cây mai này để nó nắm nghe để cho nó gáo là cái lá nè thấy chưa cây mai đối vậy nhiều khi cây mai mà nó mình không kỹ không quan sát kỹ ủ nó ướt nhất là cái lá nó có bị lớn vậy nè à mà lá me đó thường mấy cây suy anh hay thấy nó bị tình trạng bị tiếng trùng rễ không? Đó, mình bơm mấy cây bị hư đó, mình thấy cái mặt khô không biết giác nước cho tưới đó. Ừ. Cây mai nó không phát triển. Cây mà nó bị tiếng trùng rễ thì biểu hiện nó là sao anh? Biết không? Cái cây mà nói chung là hồi giờ mình chưa thấy đó, là cây mình nghĩ mình của mình làm nó bị yếu, nó yếu dạng nó tụt cây đó. À. Dạng nó không ăn nước á. Thường mình mỗi lần mà mình ít cái cây bị yếu lắm, thành ra yếu là mình nhổ hết. Dạ. Khi 10 cây với mình cứu được 5 cây. À. Chứ không phải nói ai mà tài giỏi mấy cây mây si mà cứu được không có đâu, không đơn giản đâu, dạng nó hơi dạng nó không dạng nó không có chết thôi. Mà nó nằm vậy hoài à. Lay lắc á. Nó nằm vậy hoài à, nó dạng nó tốt không tốt, mà xấu nó không xấu. Tại vì mình đã có thử rồi, lúc Bến Tre về nó gửi cho mình là mấy cây mây hư đó. Cũng khách nó chơi rồi sớm họ mang họ gửi không đâu biết cây mây si không si. Rồi mình về mình cũng nhổ đầu ra, mình bỏ 4-5 ngày đặng nó khô queo luôn mà mình mới làm lại. Có nhiều cây nó lên đẹp lắm. Thấy vô rồi bấm cành. Như cây này bữa nó héo quá nè, tính chờ thằng Hồng với nó quay nè mà nó héo quá rồi hơi súng nhau, đông người mới nhổ lên rồi giết luôn qua à. Đó. Chờ không nổi. Chưa điện gì hết trơn. Chưa dám tỉa cây đó. Thì cũng nay mai tỉa giờ đó.
ta chị xem ảnh tưới nè. Cái mai là phải tưới vậy nè, không phải đó mình tưới như, cũng như là sơn vậy đó. Tưới mai là phải tưới liền lạc nè, thấy không, chứ không phải tưới chảo. Chủ yếu cho nó dẻ mấy chất trồng xuống cho. Đúng rồi, tưới mai là phải tưới cũng như sơn cây vậy đó, thấy không. Tưới là phải từ tưới, chứ không phải mà tưới tưới liêu tưới lệ á. Ừ, nó bị gốc không có đều với cái cho nó không có liền lạc, không có đẹp. Để mình tưới chút có vẻ cho coi nè, nó liền lạc đẹp lắm. Gốc này thì anh đã cái khúc đầu là anh đã khựa sẵn một số cái đất rồi, anh khựa ra hết 70% rồi anh chị. Còn cái gốc mà ảnh đang trồng ở đây hồi trước là còn nguyên si đó, anh cũng khựa đất y vậy luôn hả? Đó, mình cũng bỏ bớt cái dưới cây dưới ngay là mình nói là cây mai yếu thôi, với chuyện cây mai vàng mình dễ cứu. Chứ cây mai ghép mà hơi khó khăn lắm. Tại cây mai vàng nó đơn giản hơn cây mai ghép. Tại cây mai ghép. Cây mai ghép mà nó mà si rồi cái rễ nó bị hư, cái rễ nó giòn lắm. Còn cây mai vàng thì rằng tại nó bị thừa nước chút xíu thôi. Mai ghép làm mai vàng ghép thì sao? Hả? Mai vàng ghép. Cây nói chung là mai vàng mai gì mà mình đã mai vàng cũng vậy nó cũng vậy thôi, nó mà ghép vô nó bị hư rồi là nó cực khổ lắm, cứu nó khó khăn lắm. Còn mà thứ này nó con cây mai vàng nó bị tổ cây thôi, không có gì đâu á. Mai vàng thì mình làm đây cho ngon lành, ngon lành em không tin đâu. Chừng cây này là mình nói gì cho một tháng đi là thấy là nó lên mầm đẹp lại. Đó, vậy là xong cái quá trình mình cứu cây này, giờ nó còn lại thành cây phôi rồi. Thấy tưới nước không, chảy chậu luôn, thấy ghê không, tưới cho nó càng dễ là càng tốt. Rồi đây rồi mình tưới vậy là mình bỏ luôn đó. Hiện tại cây này thì nó cũng cũ lắm rồi, lên nhựa nè anh chị nè, cũ kỹ lắm rồi. Chà, với khả năng này là mấy cây vòng vòng đây là cũng cứu được chung mà cũng có hư nó có hư rồi, cái tỷ lệ ít lắm, chứ không phải mà nó tài dẫu gì mà không hư, hư cái tỷ lệ ít lắm. Đó, cây anh chị thấy phía sau không, cây phía sau không, cây đây nữa nè, đó thấy chưa, rồi cây kia nữa kìa, đó thấy không, quá trời. Đó, mình nói thật á, cái tưới nước mà không quen không ai tưới nước được vậy. Không, mình nói thật á. Tưới cái lồi nó lõm ghê lắm, không biết tưới giùm cây mai thấy kỳ lắm. Chứ không phải mình nói tưới nước là cái dễ dàng, không phải mà tưới nước mà cái mặt chậu nó liền vậy là không phải đâu, không tưới mà không khéo mặt chậu không vô liền. Không tưới vậy là ok nè, vậy là mình bỏ luôn đó. Tưới cũng như mình mình sưng xe vậy đó, thấy không? Liền lạc sạch sẽ, gọn gàng đẹp. Cây này mốt anh có tưới kích rễ không? Nào, nói chung là mình không có xài thuốc gì mà. Ủa gì luôn ha. Không có gì, về nói chung là vậy là mình giao cho trời á. Nước này là anh xài nước máy luôn hay là nước phong ta hay là nước giếng? Nước máy luôn, mở qua luôn. Mở qua là tưới, mở qua là tưới chứ không có mà qua cái lọc hay cái gì á. Xài nước máy luôn nha anh chị, khỏi sợ cà lo luôn ha. Khỏi sợ gì đó, thấy không? Tưới mặt chậu liền trơn. Đó vậy là xong luôn. Như mấy này kỹ nè, như mấy cái này mai mình kỹ á, mình lấy miếng này nè, còn miếng xay dừa là trộn lại. Để cho tưới mình đừng bắn ha. Không có dưới để cho ra đầu rễ, nó không có khô cái này. Anh chụm mấy đầu rễ á. Trộn lại như mấy cái này nè, rồi lấy miếng ốp lại. Lấy miếng miếng á. Đẹp đẹp mình để lên thôi. Chủ yếu để tưới cho nó đừng có bắn ra phải không? Dưới không phải, để cái đầu rễ nó không có khô. Anh chậm mấy đầu rễ. Cứ vậy thôi chứ không có cái gì mà khó khăn hết trơn á. Bởi cái mai biết ý, nói chung là biết mình biết ý dễ làm đó, không có lo sợ gì. Thì anh để ngoài nắng luôn. Để ngoài nắng luôn. Ngày mai mặc cần chùm rơm, chùm lưới không, cho mai nó mặc áo. Mặc áo cho nó thôi. Có không? Có không? Có phải có nè. Mặc áo lẻ lắm, trong vòng 10 ngày là nhựa lên ghê lắm. Còn mình để gì nguy hiểm lắm.
đó, để gì mà ra, ra nắng là nó dễ dễ tiêu à. Áo đầm đó, phải chùm lại nữa nha anh chị. Thì đó là cái quá trình mà ảnh cứu cây mai này nó cũng khá hơi suy nha anh chị. Rồi bây giờ em xin tạm kết thúc clip, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo nha. Chào anh Út nha. Chúc khỏe nha. Dạ, chào anh Út.